Con vẽ cái gì đó? Con vẽ con là mây, mặt trời, cây, cỏ với nhà. Vậy là mẹ đâu? Mẹ ở trong nhà. Bầu trời nắng lắm hay sao mà con để cho mẹ ở trong nhà vậy? Hai mẹ con đang làm gì đây? Bóng vẽ hả? Dạ. Coi. Ủa, cậu đâu? Cậu ở trong nhà luôn rồi. Vậy mẹ con đâu? Mẹ con cũng ở trong nhà luôn. Cố. Cố cũng vậy, ở trong nhà luôn. Sao cả nhà ở trong nhà vậy? Con mình con ở ngoài sân chơi á. Nè bóng. Vậy cậu Hiệp á cũng ở trong nhà luôn đúng không? Không phải đâu, cậu Hiệp không phải là người trong gia đình. Cậu Hiệp có phải là người trong gia đình không Cậu Hiệp cũng là người ở trong nhà con. mẹ? Không phải đâu, cậu Hiệp không có phải là người trong gia đình đâu. Thôi, bây giờ con đi xuống đánh răng chuẩn bị đi ngủ đi nha. Dạ. Đi con. Chị nè, kia hôm qua có chuyện gì không? Thì có tới gặp chị mà chị thấy khó xử quá. Chà chà, Hiệp Hiệp đã qua đây để mà thổ lộ tâm tư tình cảm chị rồi sao? Em đừng có giỡn nữa, cũng gần gần như vậy. Rồi chị nói sao? Chị cũng không biết phải làm sao nữa. Thì em cũng thấy rồi đó, bóng nó đâu có chịu. Bóng còn nhỏ lắm, làm sao mà biết chuyện người lớn được. Chị tự quyết đi. Làm sao mà chị có thể tự quyết định được? Bây giờ bóng không chịu. Nếu như chị quyết định, khi về thì cả nhà đều không cảm thấy vui vẻ. Rồi cuối cùng là chị quyết định như thế nào? Đừng có nói với em á là chị vẫn đang chờ đợi ba của Bóng nha. Quên suy nghĩ đó đi. Chị quá hiểu rõ con người của ba Bóng mà. Bây giờ chị cảm thấy khó xử lắm, chị không biết phải làm sao nữa. Nếu như mà kêu em qua đòi ý kiến á thì em nghĩ vậy đó. Chị tự quyết cho cuộc đời của mình đi. Mà em thấy không có ai mà tốt với chị và chân thật với chị hơn Hiệp đâu. Nghĩ kỹ đi. Mà thôi, đừng có nói chuyện của chị nữa. Nguyên, chị biết chuyện này lâu rồi, nhưng mà chị không dám nói. Ngân Hà sắp sửa có con rồi đó. Vậy hả? Vậy thì càng tốt. Em không buồn chứ? Tụi em còn gì với nhau nữa đâu mà buồn. Với lại thấy cô ổn định như vậy, em phải vui hơn mới đúng chứ. Nhưng mà còn anh Đức, chị thấy mấy anh em mình bây giờ xa cách quá. Thỉnh thoảng em cũng có nghĩ tới chuyện này. Em thấy anh em mình không biết sao lại ra nông nỗi này nữa. Nhưng mà dù sao thì vẫn là anh em. Ai đúng ai sai thì vẫn là anh em thôi. Em nghĩ vậy thiệt hả? Em thấy mình cũng lạ lắm. Hình như là thay đổi rồi thì phải. Em thấy ai cũng liên quan tới mình hết. Em nghĩ là nếu như mình làm một điều gì sai, làm một điều gì mà người khác họ không vui thì bản thân mình cũng không vui theo. Có phải Khánh Chi đã làm em thay đổi đến như vậy không? Em không biết nữa. Nhưng mà khi nhìn vào cuộc đời của Khánh Chi, từ lúc cậu sinh ra cho tới bây giờ, em thấy bản thân mình được hưởng quá nhiều thứ. Vậy mà tại sao mình lại sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Chị nghĩ là có lẽ Khánh Chi là người mà em cần tìm để ở bên cạnh. Chị nghĩ vậy hả?
Nhưng mà chuyện này thì em không tự quyết được đâu. Yên tâm đi, chị sẽ giúp em một tay. Anh Đức tới giờ đã đưa cho anh bao nhiêu tiền? Anh tưởng là chuyện này hai vợ chồng đã biết trước rồi chứ. Anh không cần phải hỏi, anh cứ nói đi. Anh Đức đã ứng cho anh bao nhiêu tiền rồi? Để anh về coi sổ sách rồi báo cho em biết sao. Em biết là thế nào anh Đức cũng bàn với anh về cái giá của căn biệt thự. Nhưng mà anh phải nói cho em biết, bởi vì em là người quyết toán sau cùng với anh. Ủa, mà sao biết chuyện gì? Mấy cái mẹo lặt vặt nhỏ nhỏ này làm sao qua được mắt em hả anh? Thú thật là Đức có nhờ anh kê giá lên. Còn chi phí vào việc gì á thì anh không biết. Không giấu gì anh, anh Đức, anh cũng đang có một cô khác. Cô cũng sắp có con. Em làm vợ, em phải siết mấy cái chuyện đó lại. Chứ vợ chồng với nhau, khi không lại làm cái chuyện đó để làm cái gì? Như anh thì khác. Chị Khánh chỉ không bao giờ đòi hỏi anh cái gì hết. Nhưng mà anh nghĩ coi, ở trên đời này làm gì có được người phụ nữ thứ hai như vậy chứ. Chị, rốt cuộc thì em muốn làm gì? Anh cứ làm theo những gì anh Đức dặn đi. Em sẽ là người thanh toán tiền cho anh. Anh không bị thiệt thòi đâu. Lẽ giờ em đi cứ để tay về hoài luôn hả? Tay còn đau hả? Phải, phải để vậy nè, sợ nó động rồi xong độc nó chạy, người ta chạy vòng vòng chạy lên não là tiêu luôn. Đâu đi đèn coi thử coi. Rắn cắn nè, rắn cắn nhỏ này, nó chạy. Siết lấy gì, siết gì mà đi, siết cái gì mà em coi. Siết cái gì mà siết? Rắn cắn hồi nào đâu, cá cắn đó. Cá cắn hả? Ừ, thiệt hả? Thiệt. Sao anh biết? Trời ơi, bác sĩ biết nè, y tá biết nè, anh biết nè. Chỉ có cưng là không biết. Sao mày nói em biết vậy? Thì chẳng phải là em nói là em muốn ở lại thêm một hai bữa hay sao? Vậy là mọi người tạo điều kiện cho em hả? Ừ. Sao chịu tạo thêm chút chút? Chút chút? Đồ quỷ à? Thôi, cầm đi. Tôi ra kêu xe đó. Đồ quỷ gì mà đồ quỷ? Cá cắn mà. Này anh cắn mà. Anh kia. Gì nhóc? Em thấy thái độ hai anh về lỏng lượng á. Được là sao? Anh chọc nẹo người ta vậy là bất lịch sự lắm á. Sao mày muốn đòn á mày nhóc? Gì vậy anh làm gì vậy? Ăn đòn gì tôi gấp bây giờ. Ôi trời ơi. Anh cái gì anh? Cúi ra. Im miệng. Anh chở cái con kia. Anh bố ra. Bố ra. Anh làm gì vậy? Mày. Bố ra. Bố ra. Anh chơi gì vậy? Chạy. Bố ra. Giả mỏ luôn luôn. Được tao. Cái đồ lúm anh. Cửa có sao không? Đó sao hai mày nhiều ngon vậy? Ông anh tôi quất hai ăn luôn á. Mày ngon lại đi đi. Tao đánh mày liền á. Xe nó chạy mất tiêu rồi kìa. Xe nãy ra kêu á. Tại anh quỷ này nè. Ngon. Ngon lại đây. Đấy. Quay lại đây đi. Ngon hả? Nó hết dí theo à? Mình chạy lẹ quá mà. Nó mập vậy mà chạy ghê thiệt chứ. Ừ. Bình thường á, anh chạy chút xíu anh mệt mà. Không biết sao hôm nay chạy dữ vậy.
Anh làm sao? Sao anh bắt được sao? Xe về thành phố chưa? Xe đâu bắt? Làm sao? Bị người ta dí ra đây à? Làm sao quay vô bắt xe được nữa? Quay vô nó giếng ngược ra nữa à? Em lại không có sợ gì hết rồi đó. Tại vì em nhỏ con thôi. Anh khác em á. Anh bự con vậy chứ anh nhát cấy à? Anh nhát cấy sao anh dám xách cái cây mà dí hai người kia chạy có cờ luôn á? Chứ bạn mình có chuyện mà mình phải ra tay chứ. Còn em tướng nhỏ xíu à, sao nãy dám đứng ra bên vực anh? Thì tại thấy bạn của mình bị người ta chọc ghẹo, mình phải đứng ra cảnh cáo tụi nó thôi. Mình còn qua sớt lại điều à. Được được được, mệt quá. Rồi giờ tính sao? Sao là sao? Thì mình cũng phải tìm cách về Sài Gòn chứ. Đi bộ. Cái gì? Đi bộ sao nổi? Thì đi bộ chừng nào có chiếc xe nào đó thương tình cho mình quá gian thì thôi. Nỡ mà đi bộ hoài mà không có chiếc xe nào thương tình là chết luôn á. Cứ đi bộ đi, từ từ sẽ có xe. Đứng dậy đi. Tỉnh anh đi, rồi sẽ có xe. Anh coi cái vườn này đẹp không nè. Em có quen với lại một công ty thiết kế vườn á. Họ nói nếu như mà mình thích cái cây nào thì mình cứ nói rồi họ sẽ làm cho mình. Nè. Anh không thích hả? Anh không nói là anh không thích. Em thấy thái độ của anh không có thích. Nè, em đừng có gây chuyện với anh nha. Bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Thì anh không xây nhà nữa thì thôi. Mệt quá. Anh biết á, là em bây giờ khó ở trong người, nhưng không vì như vậy mà em nói chuyện lung tung. Em cũng phải biết kiềm chế mình chứ. Anh chỉ thấy dễ chịu với con Yến thôi chứ gì. Em đừng có đụng chạm vô cô đó. Trời ơi, bây giờ anh còn binh nó ra mặt nữa hả? Bởi vậy tôi lo xa là không có thừa mà. Anh thấy em càng ngày càng quá lắm rồi. Em xem là mình đi, đúng hay là sai? Em đòi đứng tên nhà đất, cổ phiếu, tài sản, riết người ta coi anh như là thằng hề vậy đó. Mọi người coi anh như thằng hề là còn may cho anh đó. Thiên hạ chẳng ai coi anh ra cái gì đâu. Bởi vì anh phản bội ngay cả chính em trai của mình kia mà. Tất cả cũng là từ cô. Mọi thứ cũng bắt đầu từ cô. Cô nhớ không? Ý anh là sao? Ý của anh nói là tôi gài bẫy anh chứ gì? Tôi gài bẫy cả hai anh em anh chứ gì? Càng ngày tôi càng thấy như vậy đó. Tôi nói cho anh nghe, nếu như anh em của anh sống có tình có nghĩa với nhau thì cho dù tôi có gài 10 cái bẫy đi chăng nữa thì cũng không ăn thua gì. Đi đi. Thì phải ở bên cạnh đứa trẻ, không phải là con của mình. Không, Hiệp, Hiệp quý bóng lắm. Khanh không biết là bé bóng sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào. Hiệp cũng biết rồi đó. Bây giờ tất cả mọi thứ quyền quyết định đều là bé bóng. Don't you wish it over,
Chào. Tôi gọi đây được không? Em đi một mình hả? Giống anh thôi. Nguyên giờ khách vẫn khỏe chứ. Tôi đã gây ra nhiều chuyện không phải. Anh không biết như vậy hả? Không hiểu sao có những chuyện mình nhận ra được thì quá muộn. Mọi việc đều là lựa chọn của anh. Một cách có ý thức. Mọi việc đối với tôi bây giờ giống như là trong cơn mê vậy. Anh có nhắn gì không? Chị Nguyên hay là chị Khánh? Tất cả mọi người có coi tôi là người trong nhà nữa đâu. Ủa? Hiệp chưa về nữa à? Để cho mọi người còn dọn dẹp nữa chứ. Họ cũng muốn về sớm với gia đình của họ. Tôi chào mọi người. Chắc người đó sẽ không tới đâu. Bây giờ đã trễ rồi. Nhưng nếu ngồi lâu thì Hiệp sẽ gặp một thứ ảo giác đó. Anh hoàn tất thủ tục sang tên cổ phiếu với lại mấy thứ khác cho em chưa? Xong rồi. Mà sao? Em mới cãi nhau một trận với Đức. Chuyện rất thường tình thôi, có gì đâu lạ. Trong lúc cãi nhau, Đức nói là đang có cảm giác. Em gài bẫy Đức. Chắc nó tức quá. Nó nói như vậy chứ không nghĩ gì đâu. Không ai nói câu đó mà không nghĩ hết. Giả sử chị Đức nghi ngờ, em tin sao? Anh cứ làm hết mấy việc của em đi. Em sẽ kết thúc cuộc chơi này. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng làm sớm. Cái gì cũng phải có quy trình của nó chứ. Làm cách như vậy người ta đặt câu hỏi. Thôi, anh có hẹn, anh đi liền nha. Chị Khánh ơi. Sao Hiệp lại tới đây giờ này? Hiệp nhớ chị Khánh. Không được đâu. Chị Khánh không cần mở cửa đâu. Hiệp chỉ đứng đây một chút rồi thôi. Hiệp mới uống ở đâu về đúng không? Khánh nghe có mùi ngủ. Chờ cánh chút. Chị
để tính rồi lên đi. Hiệp không sao đâu. Hiệp không sao. Chị Khánh còn mở cửa cho mình. Hiệp đừng có nói như vậy nữa. Khánh không biết phải làm sao nữa. Khánh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của bé Bóng. Chị ở đây một chút rồi. Nhưng Hiệp không chắc là Hiệp có thôi nhớ chị Khánh không? Chị Khánh không nhớ Hiệp mà, đúng không? Trời ơi, thôi Hiệp về đi. Chị Khánh chưa trả lời cho Hiệp. Khánh không biết. Hiệp đi về đi. Tại sao phải như vậy hả chị Khánh? Mình đã mất bao nhiêu năm rồi, chị Khánh muốn mình mất thêm bao nhiêu năm nữa hả? Khánh không biết. Hiệp đi về đi. Không được. Hãy đi về đi. Tới Sài Gòn chưa anh Tấn? Chưa, còn xa lắm á. Khi nào mới tới? Không biết, chỉ biết là đi dịu vợ chứ. Mà nói thì nói chứ đừng có ham nha, Sài Gòn mà không có cho vô thành phố đâu. Kệ đó, tới đâu tới luôn. Nhưng mà ngồi xe bò đã ha. Nói gì nói chứ chuyến đi này không định có may mắn chứ. Nói gì kỳ vậy, may mắn thì sao? Nè, bị rắn cắn à, rồi chuyện lùm xùm ở bến xe rồi đi bộ, không biết mai gì mắng gì nữa. May mắn là tại vì ai đó quen được cô gái tên Linh nè, rồi ai đó bị cá cắn tưởng đâu rắn cắn, rồi đánh nhau chuyện tình bạn, rồi đi không kịp xe tưởng phải đi bộ, ai về được xe bò cứu mang. Anh đúng phần từ đó mà anh đã bất ngờ á. Sao biết làm gì chuyện vậy? Không phải mình em đâu nha, nhiều người lắm. Vậy là ai cũng nghĩ như em vậy hả? Ừ. Tại vì đánh giá một con người đâu phải qua cái cảm nhận ban đầu đâu, mà em phải ở chung với người ta thì mình biết. Anh Tấn gì? Thấy em với Linh sao? Có hợp nhau. Anh biết có hợp không? Cái này á phải chung mới biết. Trời anh, con gái người ta mới quen rủ ở chung lỡ có chuyện gì sao? Chứ em tưởng đâu là ra ăn đi kem uống đi chè cái là hợp nhau hả? Ê, tâm lý vậy. Em tính rủ Linh là đi ăn kem à, xong rồi đi ăn bò bía uống cái miếng cái bột chiên. Sếp của em đâu rồi? Em cũng đang đợi ảnh nè. Sao có bao giờ anh trễ hẹn vậy đâu? Tín hiệu tốt đó. Giống anh cái gì? Giống anh cái gì? Chắc chắn á, là Hiệp đang có những mối quan tâm gì đó ngoài công việc, cho nên đúng là đang có tín hiệu tốt rồi còn gì.
À nè, cuối tuần á em lại qua nhà của anh nấu ăn nha. Nào anh mới nhắn em đó. Trời sao anh ghen quá vậy? Anh đi hứa với nội lần trước em nấu dở quá à. Thì tại vì bây giờ trong mắt của nội hai đứa mình giống như là một vậy đó, làm sao mà không hứa với nội được. Nhưng mà em yên tâm đi, lần này á anh sẽ nhờ chị Khánh lo giúp em, được chưa? Xin lỗi nè, có chuyện gì vậy? Làm gì mà nhìn tôi vậy? Thì chẳng qua tối qua có chút việc mà. Nếu như là chuyện cá nhân của ông thì không cần phải báo cáo đâu, ông giữ trong lòng được rồi. Mà nếu có kể không biết kể làm sao nữa, nó mơ mơ hồ hồ sao. Em thấy chưa, anh đã nói rồi, kinh nghiệm thuốc mà. Tào lao không, bắt đầu họp đi. Vô đi. Chào anh. Ngồi đi. Làm cái gì mà nhìn thấy uể oải dữ vậy Đức? Lại đi đêm nữa chứ gì? Cố tận hưởng đi. Sắp làm cha rồi, sẽ không được vi vu nữa đâu. Em buồn chuyện gia đình quá anh ơi. Anh nói nè, phụ nữ á có thai thường hay nóng giận, mình phải biết nhường nhịn. Nếu không á, ai đẻ con cho mình đây, đúng không? Thôi, mình đừng bàn chuyện đó nữa nè. Mình bàn tới cái vụ mà sâu hơn mấy tháng vướng mãi đi. Anh cũng đang định bàn với chú về chuyện đó nè. Để xem kết quả từ hôm khai trương như thế nào. Nga hả? Qua phòng anh đi. Báo cáo đi. Thưa anh, theo như báo cáo tổng hợp thì sau thời gian đầu đơn hàng nhiều, tháng vừa rồi công ty của chúng ta có hơi bị chững lại. Theo sự tìm hiểu của phòng kinh doanh á, thì ngành dịch vụ của chúng ta còn đơn điệu lắm, trong khi xuất hiện hai đơn vị kinh doanh cùng thể loại nữa. Còn những người đã ký hợp đồng thì sao? Đó chỉ là những hợp đồng ngắn hạn thôi anh, tất cả còn tùy thuộc vào các kế hoạch của mình nữa. Để hồ sơ đây. Đức, thời gian vừa rồi chú sao lãng công việc, trong khi tôi thay mặt hội đồng quản trị giao toàn quyền quyết định cho chú. Nếu kế hoạch không diễn biến khả quan, không phải riêng chú mà tôi cũng gặp rắc rối. Dạ, em hiểu không? Lúc đó tôi cũng không muốn liên quan tới những vụ quê hồng thuê tàu nữa đâu. Chuyện này tới đâu là vừa đủ, chú phải biết. Hay là quyền lợi trong công ty chú không còn nên chú sao lãng đúng không? Dạ, em vẫn còn ở đây mà anh. Toàn bộ phần của chú, ngân hàng, vợ chú, cô ấy đã hoàn tất thủ tục sang tên cho cô ấy rồi. Tôi thấy cách trình bày là khả thi á, phù hợp với xu hướng phát triển của công ty chúng ta.
Còn các địa điểm thì đang chờ xác nhận của đại lý địa phương. Lẽ ra giờ này Vĩnh và Tuấn đã về đến đây rồi, mà sao em liên lạc hoài không được? Chắc là điện thoại hết pin. Đã đến giai đoạn chạy nước rút rồi. Tôi không muốn bất cứ sự cố nào làm chậm trễ tiến độ của chúng ta hết. Em cũng lo lắm, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Chào anh. Chào mọi người. Chào mọi người. Mẹ, hai ông đi đâu mà giống như chui từ ổ rơm ra vậy? Dạ, ở đó là sự thật. Yến à? Dạ. Chuyện riêng tư của con má cũng không muốn hỏi làm chi, mà má muốn biết ba của nó có liên lạc với con không vậy? Dạ không má. Con cũng không muốn dính líu gì tới ảnh nữa. Con không cho anh biết nhà. Giờ con bỏ số điện thoại luôn rồi. Đoạn tuyệt như vậy liệu có phải là cách tốt nhất không con? Con cũng không biết nữa. Nhưng ít nhất con cảm thấy nhẹ nhõm lắm á. Vậy là tốt cho bé. Nếu có một lúc nào đó nó thay đổi tính nết rồi nó muốn tìm trở về, con tính làm sao? Chắc là không đâu má. Mà nếu anh muốn á thì anh sẽ biết đường về mà má. À má, mấy ngày nay con ngồi không hoài, không có làm gì hết, con thấy buồn quá. Ở đây mà con làm được cái gì? Sanh xong á rồi lo nuôi con cho cứng cáp rồi từ từ tính. Từ ngày Vĩnh và anh Tuấn về đây á, con cứ suy nghĩ chuyện đó hoài. Việc mình có thể kết hợp với họ thành một điểm tham quan, con thấy hay lắm á. Mình vừa kiếm được tiền, lại vừa giới thiệu được công việc của má ra ngoài cho mọi người biết nữa. Trời, chuyện của má thì có gì đâu chứ. Má nói vậy thôi, chứ mọi người nhìn vào công việc của má, người ta thích lắm đó. Vậy hả? À mà má, quanh làng mình còn có nhà nào có khung cửa giống nhà mình không má? Thì cũng còn, nhưng nhiều nhà khổ quá chịu không nổi, tháo khung ra cất vô kho hết rồi. Mà không chừng làm củi nấu cơm là cũng nên. Má nè, vậy mai má dắt con qua mấy nhà đó nha. Chi vậy con? Con muốn là con khôi phục lại các khung cửa đó. Khôi phục lại các khung cửa? Dạ. Xong cái hả, bà biết sao không? Lúc đó hả, hai đứa tụi tôi ngồi dắt dẻo trên xe bò á. Xe bò chạy cứ đi lóc cốc vậy, đi hoài lâu ơi là lâu luôn. Tụi tôi giống như có cảm giác như là lạc với một cái xứ sở khác vậy đó. Một cái xứ sở thần tiên, cái xứ sở cổ tích gì, giống như là cái nơi mà Sơ Hòa hay kể mình nghe hồi nhỏ vậy đó. Lãng mạn dữ vậy đó hả? Đó, nhưng mà cái câu chuyện cổ tích nào phải kết thúc thôi. Hai đứa tôi bắt được xe đò, hên sao xe đò đó hả, còn đúng hai chỗ luôn. Con chạy cái dù về hơn là kịp á. Ừ. Nè, bà giặt giùm tôi đống đồ dơ này nha. Ừ, để đi. Rồi sao? Ông có gặp được bác Năm không? Không. Ủa sao vậy? Ông Tuấn ông dắt tôi đi một tuyến đường hoàn toàn khác mà. Vậy hả? Rồi
rốt cuộc con dao mà ông mua tính tặng bác Năm đâu rồi? Tôi tặng cho ông đánh xe bò rồi. Ủa? Là sao? Giống như là tôi mua cây dao này để tặng cho ổng vậy đó. Ổng thích cây dao đó lắm. Mà tôi có cảm giác giống như là ông đánh xe bò lại bác Năm là một người vậy đó. Giống như là cái tính của bác Năm với lại người dân Nam Bộ là một xuột giống như nhau vậy á. Bất cần mà chân chất, mạnh mẽ mà tình cảm. Thôi, tôi thấy vậy cũng được rồi. Bác Năm mà biết con dao bác Năm đang, ông cho bác Năm á, đang trong tay một người nông dân khác, chắc bác Năm cũng vui. Đúng rồi. Anh lại uống nữa à? Ừ, có chút chút thôi. Sao dạo này em hay thấy anh uống vậy? Anh có nhiều chuyện trục trặc quá, anh thấy mệt nên ra ngoài suy nghĩ một chút. Em nè, anh xin lỗi em chuyện vừa rồi nha. Đúng ra thì anh không nên làm như vậy. Em hiểu tánh anh mà. Hà nè, mình làm đám cưới nha. Em có nghe lầm không? Không làm đâu. Đây là đề nghị của anh nghiêm túc đó. Mình cưới nhau. Cái này chắc là rượu nói quá. Anh không có giỡn đâu. Anh nói chuyện nghiêm túc đó. Lý do? Anh thấy mình cứ sống như vậy thấy bấp bênh quá. Tất cả là do anh. Em đâu có ngoại tình. Anh không thích em nói chuyện theo cách đó. Anh đang muốn tốt cho cả hai thôi mà. Ok, anh nói đi. Mọi người ở ngoài xem mình là vợ chồng, nhưng anh thì muốn mình hợp pháp hóa bằng giấy tờ. Anh muốn mình sống có trách nhiệm. Em thấy sống như vậy cũng tốt mà. Anh nghĩ là em thích mình có giấy hôn thú chính thức hơn chứ. Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì em thấy có đứa con này còn tốt hơn là tờ giấy hôn thú. Đứa con là một sự cam kết quá chặt chẽ rồi con. Anh không thấy sao? Anh nghĩ là mình đầy đủ giấy tờ thì sẽ tốt hơn nhiều chứ. Đó là do anh nghĩ cho con thôi. Vậy còn em? Thật sự em không cần à? Bây giờ em chẳng muốn mình vướng bận cái gì hết. Em chỉ muốn toàn tâm toàn ý chờ tới ngày sinh con. Anh đừng nghĩ là em đã nắm hết tất cả các giấy tờ nên em nói như vậy. Em nói thật sự đó. Em đã từng ân hận vì đã làm mọi cách để cướp anh từ tay Yến. Nhưng sau khi có được rồi, em lại thấy rằng anh không còn quan trọng với em được. Em đã có một mối quan tâm khác, mạnh mẽ hơn và trung thành hơn. Có lẽ em nói đúng.